thông điệp yêu thương, lời Thầy tha thiết. Nhưng vì lòng từ bi, Thầy quá yêu thương các con, phải lăn lóc cùng các con mà đổ lỗi các con thoát khỏi chốn mê đồ. Tình yêu thương của Thầy đối với con cái Ngài là vô bờ bến. Chúng con cảm nhận được tình thương ấy qua điển lành Thầy ban trong giờ cầu nguyện hôm nay. Tình thương bao la của Thầy là tấm lưới thiêng bủa vây và đỡ nâng chúng con trong những ngày tháng đầy dày khó khăn này. Chúng con nguyện xin giống Thầy ở chỗ đủ đầy tình thương, biết mở rộng trái tim để yêu đời, yêu người, biết sẻ chia và yêu thương những người khốn khó, biết cảm thông và dìu dắt lẫn nhau trong tình huynh đệ. Nguyện xin cho con chừa bỏ thói vị kỷ nhỏ nhen mà thực hành hạnh yêu thương mà Thầy đã nhắc nhở, dạy khuyên. Cầu xin cho chúng con được bình an để kính hướng đến Thầy trong thời nguyện ngày mai. Thank you.